Sim ơi, trong Play Together có Cinnamro rồi kìa. Santori có trong Play Together, có áo quần lên trong Sim ơi, Play Together có cập nhật mới kìa chị Sim ơi. Dừng bảo chừng lại đi. Cái gì mà đúng comment vậy? Mấy bạn bảo với mình nói gì mà Play Together có kết hợp với Cinnamon, xong là Play Together có kết hợp với Santori, cái gì một đống vậy? Tôi thấy là mấy bạn fan ở kênh tôi hay chôn Việt Nam tôi đang tụi không cần. Đợi xíu để check cái đã, check ba thử đã. Ủa, Play Together kết hợp với Santori. Ủa, thiệt hả? Tinh chuẩn nha mấy đi, tôi check ở trong Play Together rồi. Vậy là sẽ có nhân vật bé Cinnamoro của tôi đúng không? Trời đất ơi, tôi không được, ước nguyện của tôi trở thành hiện thực. Bé Cinnamon đã xuất hiện trong Play Together. Trời ơi, bây giờ còn chần chờ gì nữa, vào ngay game thôi chứ sao nữa. Mà khoan, trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đồng tên giúp chị đồ của Sim được nhắc like và tập cả 3 game Việt này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ vào Play Together thôi, let's go. Và chào mừng các bạn trở lại với Play Together. Và trời ơi, cái gì đây? Trời trước chưa thấy gì mà đập vô mắt mình, đó chính là tập đoàn Santori siêu dễ thương. Ui, thì là có sự thật luôn các bạn ơi. Đây chúng ta có bé mèo Hello Kitty, Cinnamon Roll, Boning, Kurumi, bé cún này mình không biết tên, Pochako, Pochako. Và tiếp theo là Kurumi, màu hồng là gì ta, Melody đó. Trời ơi, tập đoàn Santori, tập đoàn những bé thú linh thú siêu đáng yêu. Trời ơi. Ok, và theo mình cũng được biết là chủ đề chính của, gọi là chủ đề đầu tiên của tập đoàn Santori đó chính là bé Hello Kitty. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, nói chung là mình không phải là fan của bé Hello Kitty này, nhưng mà riêng mình thì mình thấy bé Hello Kitty này cũng rất là dễ thương các bạn ơi. Đấy, thì chúng ta cũng có rất nhiều sự kiện liên quan tới gọi là Santori. Ghi đây, điểm danh từng ngày sẽ được gọi là phần thưởng là Profile Cinnamon. Chết rồi, cái này là tôi phải cày gọi là Play Together các bạn ơi. Chết rồi, phải cày thôi. Còn đây là cái gì đây? Bây giờ mình sẽ thu thập xu để đổi ra những cái này. Nhiều vậy ta. Bây giờ là mình thấy là mình nhắm cái hộp gọi là Cinnamon với lại là cái gì ta, cái bức tường gọi là Cinnamon Roll với lại là cái bảng Cinnamon rồi đó. Trời ơi, đó. Có rất nhiều nhiệm vụ liên quan tới các nhân vật Santori. Và trời ơi, nguyên cái xe máy Hello Kitty luôn. Trời ơi, xịn dữ vậy. Nhưng mà trước hết phải tiêu tiền trước. Đấy, nói chung là với nhân vật đầu tiên chúng ta có là bạn Hello Kitty. Đây, chúng ta có trang phục Hello Kitty. Dễ thương dữ ta. Và thế là Sim được quyết định mang một trang phục màu đỏ liên quan tới bé Hello Kitty để quay cho các bạn coi nè. Nếu các bạn thấy trang phục của Sim mặc dễ thương thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Ok, cái này là 129.000. Ok, và chúng ta cũng cái cần câu gần 300.000. Nói chung là em rất xinh nhưng mà rất tiếc. Nếu mà bé này là Cinnamon Roll thì mình vung hết tiền các bạn ơi. Và mình sẽ nói trước luôn, nếu mà Cinnamon Roll xuất hiện thì mình xin được phép thuê một cái bộ váy Cinnamon Roll siêu đẹp đó. Cái gì liên quan tới Cinnamon Roll tôi mua hết. Đó, đó là mình nói trước nha. Và chúng ta có một cái xe Hello Kitty. Rất là đáng yêu luôn. Xe này không biết chở được mấy người ta. Chắc chở được 2 người. Nếu mà mình có, mình sẽ chở chị gái của mình đi. Ok, rồi. Ok, chúng ta sẽ xài chút xíu à. Ok, bây giờ mình sẽ mua trang phục Hello Kitty, Simi. Ok, cái này của Santori. Tốn tiền thôi. Trời ơi, tốn tiền quá. Đã thanh toán thành công. Trời ơi, mất tiền. Trời, đã giao dịch thành công và chúng ta đã tan tới lần. Sao có nhiều phần thưởng dữ vậy? Thôi nhận luôn. Đó, trời ơi, có kim cương 5 cái. Rồi cái gì phần thượng bảo trì đây không biết. Vào đây. Một cái tài Hello Kitty. Tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là một cái đầm Hello Kitty. Và tiếp theo một cái giày. Và chúng ta đã có full item. Đó, trời, tức là mình mặc cũng xương xương, cũng dần dụng Hello Kitty rồi nha. Rồi, thay đổi với bạn fan xem liền. Đây, thay đổi liền. Đây, đợi xíu. Trời ơi, bé Sim dễ thương quá. Trời ơi, con ai dễ thương quá anh ta. Ok, hello, sao có cái ba lô vậy? Ê, không phải nha, lộn rồi má ơi. Không có mang ba lô này được, đó. Mình có mang ba lô gấu được không ta? Thôi gấu cũng được ha. Đây, xin trân trọng với mọi người, bé mèo Hello. Bạn này có cái trang phục Hello Kitty cũng dễ thương nè. Dễ thương ta.
Ok, thì bây giờ mình đã có trang phục Hello Kitty rồi. Và tiếp theo là gì đây? Chúng ta cần một cái xe. Đó. Đó, xe chạy brum brum nữa. Tốn tiền tiếp. Trời ơi. Trời ơi. Tốn tiền nữa. Ting. Ting 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 ting. Bùng. Rồi, xe Hello Kitty. Ok, rồi tôi thấy là cái điện thoại mình tinh tinh đó mọi người. Vào đây. Hello Kitty. Ok. Mình cứ đọc Hello Kitty nhỉ, nó là Kitty. Kitten, kitten. Hello Kitty. Và chúng ta đã có một chiếc xe bưng liền, có đồ khoe liền. Ui, trời ơi nó bự. Trời ơi nó bự bà cố ơi. Tôi sẽ cho bé mưa lên đây. Đó. Trời ơi. Nhà phát hành ơi, mình có cần vậy không bà? Nó bự quá. Trời ơi, mà nó chạy không nhanh. Ồ, nó chạy nhanh nha. Trời ơi, xe nó bự dữ à. Wow, trời xe bự quá. Xe bự quá bạn ơi, đó. À, rồi, mình xuống xe được không ạ? Đó, quá bự luôn. Ê, và mình để ý là xung quanh có rất nhiều cái tấm trang trí liên quan tới Santori. Đấy. Trời ơi, dễ thương quá ta. Trời ơi. Xuất sắc. Trời ơi, cái này là 10 điểm này à. Mình xin được phép khen lần này Play Together cập nhật một cái phiên bản rất là hoàn hảo, hợp với mình. Đấy, ok. Và để mình coi thử coi. Mình coi cái anh này. Mình thấy là mình chưa nói chuyện với anh nhân viên. Đấy. Anh nhân viên Hello Kitty. Đó. Anh này, anh Jackson này giận mình. Hello. Anh đây. Sao vậy? Rồi, để coi coi. Check in liền mấy má ơi. Hôm nay là tôi mặc cái bộ đồ Hello Kitty này là. Wow. Ô là cái gì đây? Trời ơi. Đẹp quá mấy bạn ơi. Trời ơi cái gì vậy? Ôi đẹp quá. Ở đây có Hello Kitty kìa. Ở đây có bé gì ta? Pochaco và tôi phải chụp hình. Các bạn ơi chụp hình. Nói đoạn này bạn này chụp được, chụp giúp mình nha. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi cinnamon roll là lẽ sống của cuộc đời tôi. Đó cái gì đây? Mình đang nói chuyện với cinnamon roll các bạn ơi. Ôi trời. Xin chào mẹ Simi, đó chính là cinnamon roll. Ôi dễ thương quá. Chào cậu nha cinnamon roll. Khách sạn Santori Charister thật tuyệt vời đúng không? Đúng vậy, cậu nói gì cũng đúng. Nói chung là cậu nói gì đúng hết. Đúng vậy, khách sạn rất tuyệt vời. Cậu đã tham quan xung quanh chưa? Tớ hả? Tớ chưa. Nhưng mà chỉ cần ngắm nhìn cậu trong khách sạn này là tớ đã rất là vui rồi cinnamon roll à. Tớ sẽ dắt cậu đi tham quan nha. Cinnamon roll dẫn mình đi tham quan. Trời ơi. Được chứ. Chúng ta có hai lựa chọn. Được thôi, không thích. Trời, chắc chắn là phải thích rồi. Được thôi. Được rồi, xuất phát nào. Hãy đi dạo khách sạn. Ôi, cinnamon rồi, đợi tớ. À, cinnamon rồi. Ôi, cinnamon đang dắt mình đi nè. Trời ơi, hạnh phúc quá. Trời ơi, thì ra đây là khách sạn của cinnamon rồi sao? Wow. Ủa, cinnamon ơi, cậu dắt tớ quanh đây có gì không dạ? Cinnamon. Ồ là mình phải trải nghiệm hả? Wow. Thế nào? Khỏe hẳn ra phải không? Đúng vậy Cinnamon à. Nói chung là tớ cảm giác gọi là rất là khỏe. Nói chung là cảm ơn cậu rất nhiều. Ơ đi tiếp hả? Đây Cinnamon đợi tớ rồi. Đợi tớ. Ok bé Cinnamon dẫn tới đâu vậy? Cậu muốn tớ tắm suối nước nóng sao? Trời ơi sao cậu tâm lý vậy? Trời ơi tớ cũng thích tắm suối nước nóng nữa. Đây tắm mát cả người phải không? Mình nhớ là suối nước nóng nó phải ấm chứ sao lại mát ta. À thôi, không sao. Vì cậu là cinnamon roll, cậu nói cái gì cũng đúng. Đúng vậy, tôi thấy mát lắm dù tôi đang thấy rất nóng. Cinnamon, đợi tôi rồi. Đợi tớ, đừng bỏ tớ đi. Tớ cần cậu. Trời ơi, cinnamon, cậu định dắt tới đâu vậy? Trời ơi,
Tớ đâu có biết là hôm nay cậu dắt tớ đi đâu. Tớ không biết là tớ chuẩn bị cho cậu quà rồi nè. Sau lưng tớ nè, toàn đồ của cậu không á. Cinnamon. Ê trời ơi, quá trời hạnh phúc rồi. Hạnh phúc quá. Trời ơi, rồi cái gì đây? Ủa, cái gì Cinnamon? Ôi, hãy thức bạn vào khoa nước bạn bè nha. Ờ, cảm ơn cậu nha. Thế nào, có sao Santori Charter tuyệt vời quá phải không? Đúng vậy, rất tuyệt vời. Nhưng mà tuyệt vời hơn khi có cậu ở đây. Cinnamon Roll à, cũng rất là tuyệt vời. Sau này thường xuyên nhớ tới chơi với tớ nhé. Ngày mai hãy tới lại nha. Mỗi ngày tớ sẽ tới gặp cậu. Mỗi ngày chúng ta sẽ gặp nhau mà. Cinnamon Roll, mỗi ngày tớ sẽ gặp cậu. Trời ơi à, Cinnamon. Cinnamon dễ thương quá. Trời ơi à. Ok, thì nói chung là mình cảm giác rất là hạnh phúc các bạn ạ, khi được Cinnamon Roll gọi là dẫn đi chơi. Ủa, này là cái gì đây? Ồ, chúng ta có bạn Hello Kitty. Ồ, chủ khách sạn. Ồ, xin chào. Đó, ok. Ồ, 50 năm. Ồ, hay ta. Ồ, ok, nói chung là các bạn này sẽ đưa ra các nhiệm vụ. Đấy, ồ, khai trương khách sạn Santori. Ok, nhận thưởng. Ồ, yeah, chúng ta được một... được 200 xu e, tôi quay thử quay. Chúng ta được lộn. Mình là mình thấy mình có 200 xu rồi. Mà bây giờ là mình thấy coi từ từ 200 xu, nhưng mà để nhận được với cái này là mình phải cần 800 lận. Còn cái này là mình đã nhận cái này hay là cái này ta. Ui, cái này 108 thôi nè. Ồ, khối nhân vật. Ồ, ồ, được á, được á. Ok, được, được, được. Trời ơi, hay là mình tham quan thử khách sạn đây nha mọi người. Nãy giờ mình chưa tham quan khách sạn. Ok à, tôi muốn tham quan khách sạn xíu ạ. Dạ. Trời ơi, mình nói chứ, nếu mà khách sạn này mà có người đời là mình vô mình thuê luôn đó các bạn. Mình thuê mình trải nghiệm liền. Đây là khách sạn của gọi là bé Melody. Trời ơi, dễ thương dạ. Wow, dễ thương quá ta. Trời ơi, bé nè. Bạn nào mà thích bé Melody này thì đừng bỏ lỡ nha, đừng bỏ lỡ. Trời ơi, dễ thương dạ. Ê, cho mình mua được không? Cho mình mua nguyên căn này được không? Chứ nó dễ thương quá. Trời ơi, dễ thương vậy trời. Trời ơi, siêu dễ thương luôn á. Đây, cái này là cái gì đây? Cái này là thẻ, ôi, nó có thẻ visit luôn hả? Trời ơi, thẻ VIP luôn. Rồi, dễ thương quá, cái gì đây? À, mặc đồ, mình không mặc được không? Ok, ok, trời ơi, dễ thương quá. Rồi, chúng ta tìm vào khách sạn tiếp theo là khách sạn của Pomporing. Bạn này tên là Pomporing. Ôi trời ơi, dễ thương quá ra. Với gọi là đúng tính chất gọi là của một bé gọi là như bánh gọi là pudding. Trời ơi, không biết các bạn nào thích cái bé gọi là bánh pudding, bé cuốn pudding màu vàng này không? Thì đừng quên lộn gì để xem biết nha. Đấy, ok. Dễ thương quá ra. À, còn các bạn thì sao? Giữa gọi là các dàn nhân vật của gọi là Santori, Cinnamon Roll, Kuromi, Melody, Hello Kitty. Với dàn nhân vật này các bạn thích ai nhất? Các bạn có 5 giây để bình luận dưới video này nha. 5, 4, 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn các bạn đã bình luận những nhân vật bạn thích nha. Còn riêng xin thích nhất là Cinnamon. Chắc chắn như vậy rồi. Ok, chúng ta có gọi là chúng ta khám phá xong căn phòng của Pomporing. Và chúng ta có Kuromi. Kuromi. Trời ơi, siêu ngầu loài luôn. Và nếu như các bạn không biết là chị gái mình rất thích căn phòng của Kuromi. Bởi vì là Kuromi rất là gọi là chị ta vừa ngầu vừa dễ thương nữa. Trời ơi, chị tôi mà vô đây là đảm bảo là chị tôi mê luôn các bạn ơi. Đấy, mê quá trời luôn. Đấy, ok, và chúng ta có Pochaco. Đây là phòng của bé cuốn Pochaco. Đấy, bé cuốn này thì mang một cái màu sắc đó chính là trắng đen cùng với màu màu xanh ngọc nhẹ nhàng. Cái này là gì, là da bùn rất là thích cho coi nè. Ôi dễ thương quá ta. Dù mấy căn phòng nó cũng thiết kế y chang nhau nhưng mà nhìn rất là dễ thương. Đấy, rồi chúng ta có Cinnamon Roll là một cái phòng riêng biệt luôn đúng không? À, Cinnamon là nguyên một cái khu gì nghỉ dưỡng luôn các bạn. Ôi mà mình gian tỉ quá, mình muốn có một cái phòng ngủ riêng. Trời ơi, Cinnamon. Ôi dễ thương nha. Ôi Cinnamon cuộn cái này nè, dễ thương quá à. Play together à, lúc nào mấy người mới chịu tung ra cái gói Cinnamon vậy? Hay là mấy người không tung? Làm ơn, hãy tung ra gói Cinnamon đi. Tôi lạy mấy người, tôi thèm Cinnamon lắm. Trời ơi, tung bé nó ra được không? Chứ tôi thèm nhỏ lắm. Mấy người đừng á, mấy người đừng để tôi mặc mỗi cái bộ Hello Kitty thôi nha. Cinnamon tôi đâu? Cinnamon tôi đâu?
chở Cinnamon Roll tôi đâu. Dễ sợ. Ok, thì đó là về khách sạn của gọi là Santori do người cai trị bởi Hello Kitty. Đấy, quá trời quá đất luôn. Đó, chúng ta có rất là nhiều cái có ba khu đấy. Thì đấy, thì các bạn thấy khách sạn của Santori nhớ nào bình luận cho video xin biết nha. Đó, cho xin thấy siêu dễ thương, thực sự là rất là dễ thương luôn. Có điểm trừ cái là không có cái phòng riêng cho Cinnamon thì tôi cũng hơi không thích đó nha. Ok, để mình coi thử coi, mình nhớ là trong này cũng có rất là nhiều nhiệm vụ hàng ngày. Đấy, mình nghĩ mình sẽ cố gắng điểm danh tới ngày cuối cùng để mình nhận được cái phần thưởng này. Ok, chúng ta có rất là nhiều cách thu thập giải quyết nhiệm vụ Hello Kitty. Đấy, tham quan rồi, điểm danh mỗi ngày, điểm danh rồi. Bây giờ mình đây, giải quyết nhiệm vụ Hello Kitty đi. Đó, rồi bây giờ mình làm cái nhiệm vụ đi ha. Rồi, Hello Kitty, Moshimo, cậu biết vệ sinh là sạch sẽ, ok, tớ phải kiểm tra. Đó, ok. Có. Rồi bây giờ là chúng ta cùng cùng gọi là gì, là dọn dẹp. Đó, dọn dẹp. Đấy, ok. Rồi là trước hết là mình phải, ủa này là mình phải lên tầng cái đã. Đó, lên tầng 2 cái. Đó. Ô, mình thành nhân viên luôn rồi. Ô, xin chào. Tôi đã trở thành nhân viên của Hello Kitty. Ok, tôi thành nhân viên khi nào tôi không biết luôn. Nhưng mà nhìn bộ này dễ thương phát. Ok, nhân viên Hello Kitty xin chào quý khách. Đó. Và chúng ta cần phải dọn dẹp hả? Nhưng mà dọn gì ta? Không biết nữa. Ew. Cho hỏi là mọi người, chúng ta đi khách sạn chúng ta không cần phải dục cái đồ dơ lên đây không? Nhưng mà không sao, bởi vì tôi là một nhân viên Hello Kitty rất là gì ta, rất là chăm chỉ, nên tôi sẽ dọn dẹp nó. Ok, chúng ta cần bây giờ làm gì đây? Gì? À, dọn, à đây, thấy rồi, đây. Dọn dẹp những thứ dơ đó. Rồi còn gì dơ nữa không? À đây, sô rác nó bay lung tung vậy. Rồi còn chỗ nào nữa không ạ? À đây, trời ơi, ăn không đi đâu, dục vô toilet là sao vậy hả? Ô, chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ quá đơn giản luôn. Đấy, ok. Chà, ui bạn nó có bé cún màu xanh kìa. Tôi thích quá. Trời ơi, mình không có được bé cún màu xanh thôi sao? Ít nhất vẫn có bé mơ bên cạnh mình, vậy là đủ rồi. Ok. Rồi, xin chào. Hello Kitty ơi, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của bạn rồi đó. Bạn cho tôi cái đồng xu đi. Thì cậu đã vất vả rồi nên chúc mừng cậu, cậu đã có 100 xu. Chân thưởng. Ok. Rồi, chúng ta gọi là đã có gần 300 xu. Đúng rồi, 300 xu. Mình thì mình rất là muốn mình muốn nhận cái tượng này quá, nhưng mà nó lại không màu xanh. Mình cũng hơi cấn cấn xíu để mình. Còn cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì vậy? Cho hỏi cái này là cái gì vậy? Cái này là cái bảng hả? Nói chung là mình muốn cái này. Vậy là cái hộp này. Đó, ok. Em mình sẽ nhận thêm một cái nhiệm vụ nữa ha. Okay. Đấy, trời ơi. Mấy bạn ấy nhắc mình làm nhiệm vụ nha, không mình quên đó. Cái này là cái gì đây? Cái này là thu thập mấy cái này đúng không? Thu thập mấy cái này để có được cái này đúng không? Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ làm cái nhiệm vụ này thôi. Đó. Tìm đồ yêu quý của Kurumi. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ tìm đồ yêu quý của Kurumi. Kurumi-chan. Annyeonghaseyo. Người Nhật đúng không? Konnichiwa, Kurumi-san. Xin chào, hãy giúp tao với. Tớ quên đồ yêu quý trong phòng, nhưng mà không thể để tấm thân ngọc ngà để tự lấy được, mang giúp tớ được không? Ok, được rồi, tôi biết rồi. Ok, hiện tại là bạn Kurumi không thể đem cái thân ngọc ngà mà ấy đi được, bởi vì bạn ấy không có thích. Thế là tôi phải lên phòng 202 để lấy đi cái gì ta, cái dây chuyền quý giá của cậu ấy. Quá trời quá đất rồi, ok. Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đi kiếm cái viên ngọc quý giá của cậu mà viên. À đây, trời ơi, cậu quăng tùm lum la gì mà không biết gì chờ đây. Rồi, tôi đã lấy được cái viên ngọc ngà mà cậu yêu quý nhất đây nè. Đó, ok. Rồi, Kurumi ơi, tôi lấy viên ngọc cho cậu rồi nè. Đó. Trời, hồi nãy mình vẫn nhớ cảm giác mình còn nói chuyện với Cinnamon các bạn ạ. Cô ấy thật dễ thương. Trời ơi. Đấy, ok, rồi. Nè, cho cậu nè. Đó, cảm ơn cậu, phần thưởng của cậu cũng khá là nhiều. Trời ơi, 200 xu. Nhiều nha, nhiều thiệt. Trời, cảm ơn cậu nha. Rồi,
nấu ăn thật vui cùng Pom Pom Pudding, lưu lại kỷ niệm cùng với Melody. Để mình coi, chúng ta sẽ thử gọi là lưu lại nhiệm vụ cùng với đây. Rồi, hello Melody, my Melody chan. Hello. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ làm gì đây? Hãy trở nên thân thiết với các nhân vật Santori. Được rồi, hãy chụp selfie với. Cái gì là số trời rồi. Cinnamon Roll à, số trời đã định chúng ta đã, chúng ta phải ở bên cạnh nhau rồi. Trời ơi, chụp hình với tớ nha. Đây, chụp hình cùng với bé Mưa nha. Đó, có mặt bé Mưa nè. Cheese. Cheese. Trời ơi, dễ thương quá. Ok, mình nên từ từ, mình phải lưu lại cái. Từ từ. À, đây. À, chụp hình hết tất cả thành viên luôn hả? Ok, chụp hình. Lát nữa mình chụp riêng sao cho gọi là gì đó, cho Cinnamon. Đó, để xíu. Rồi, chụp hình với bé Melody. Melody chan. Jesus. Ok, rồi. Chúng ta tới với ai đây? Chúng ta tới với... Ta-da! Chúng ta đã có 100 xu đấy. Ôi, nói chung là còn rất nhiều nhiệm vụ khác ở trong gọi là cái sự kiện Santori này. Nếu các bạn thích thì các bạn đừng quên vào ngay Play Together để tham gia sự kiện nha. Đấy, nói chung là còn nhiều nhiệm vụ lắm các bạn ơi. Đó, nhưng mà mình là mình làm sương sương thôi và mình... mình có nên làm luôn lấy cái bảng này không ta? Tự nhiên muốn lấy quá. Cái hộp này cũng dễ thương nữa. Trời ơi, mà cái bảng là cái gì vậy? Mình đang thắc mắc là cái này là cái gì nha. Mà sao có nó có số 5 là cái gì? Là có 5 là nhận mát là 5 cái hả? Còn này là nhận mát gọi là bao nhiêu cái cũng được đúng không? À, thôi bây giờ mình đổi tạm cái này ha. Đó, mình cũng đây. Đó, nhưng mà có cái hộp với chân ở nhà là vui rồi đó. Đấy, đó, ok thì các bạn nào thích thì các bạn được quay ra vào ngay Play Together để tham gia sự kiện Santori siêu dễ thương nha. Thôi, kết thúc clip mình phải đứng gần Cinnamon xíu. Đó, tôi là chân ngán của tôi là Cinnamon, Cinnamon Row, ok. Ok các bạn, chắc video của Sim như này thôi thì các bạn thấy như thế nào các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới Sim biết nha. Và trong video lần sau của Play Together thì các bạn thấy Play Together có cập nhật gì tới nhân vật nào thì các bạn cũng đừng quên hú Sim ở dưới phần bình luận nha. Sim sẽ tiếp tục làm thêm nhân vật Santori trong Play Together nữa. Còn bây giờ bye bye các bạn và chúc bạn một ngày thật tốt đẹp. Và các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim được 5 lượt like nha. Và các bạn có 3 giây cuối làm việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ